trung tâm hàn ngữ seoul thái nguyên trung tâm ngoại ngữ việt mỹ kính chào các bạn đang tham gia chương trình khóa học tiếng hàn trung cấp 3 b do thầy hoàng xuân trường hướng dẫn mọi liên hệ giải đáp thắc mắc vui lòng liên hệ thầy hoàng xuân trường số điện thoại 0374 480 888 hoặc các bạn liên hệ trực tiếp tại trung tâm hàn ngữ seoul thái nguyên hoặc trung tâm ngoại ngữ việt mỹ phú yên thái nguyên ở gần Samsung SEVT Thái Nguyên. Hôm nay chúng ta tiếp tục vào phần bài học với bài số 15. Trần ký rớt ạc án Liên miên tuyểu. Nếu mà không sử dụng tiết kiệm điện là không được. Chúng ta tìm hiểu nội dung bài học ngày hôm nay. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu về từ vựng cơ chu xe hoa, tức là sinh hoạt ở nơi cư trú. Tiếp theo Ngữ pháp và biểu hiện số 1, chúng ta có động từ đi với kê hata. À đây là cấu trúc có nghĩa là bắt khiến sai ai đó làm một việc gì đó. Tiếp theo động tính từ lkul chắc là có lẽ. Tiếp theo phần nói số 1, chúng ta có bunche hekenhagi, chúng ta có vấn đề là à, chúng ta có một đoạn hội thoại nói là giải quyết vấn đề, giải tỏa vấn đề. Tiếp theo ngữ pháp và biểu hiện số 2 chúng ta có động từ đi với chi án ni miên án tuy tà. Cái này có nghĩa là nếu không làm cái việc nào đó thì không được. Ví dụ như tiêu đề bài đó là nếu không tiết kiệm điện thì không được. Tiếp theo chúng ta có động từ đi với nương kỳ lê. Đây là trên đường hoặc là nhân tiện làm việc gì đó thì chúng ta lại lại làm một việc làm một việc gì khác nữa. Phần Maragi phần nói số 2 chúng ta có Pulman Chekiaki tức là chúng ta đề xuất cho cái sự bất mãn nào đó. Tức cô Maraki, phần nghe và nói. Chúng ta có yut kane pun hanen Chúng ta nghe đoạn hội thoại về sự bất bình của mình với hàng xóm. Chip chuyên qua sep chae Nghe cái đoạn hội thoại của người chủ nhà và người thuê trọ Iko phần đọc và viết. Thuần nhân Akine Tehan Kuri. Chúng ta đọc một đoạn văn về cái phương pháp tiết kiệm tiền. Cho Lect Pangbove Teh viết một đoạn văn về cái phương pháp tiết kiệm. Unhuan Sanchez phần văn hóa. Y Isa Pumsup. Đây là cái văn hóa chuyển nhà văn hóa khi chuyển nhà của người Hàn Quốc. Và phần phát âm tôi mùi mùi o kèng đây là cái ngữ điệu của câu hỏi và chúng ta tìm hiểu sang phần tiếp theo đó là phần từ vựng chu cơ xe hoàn chúng ta bắt đầu với phần từ vựng ov phần từ vựng số 1 đầu tiên chúng ta có sotumuri ăn nào ta, đây là mất nước hoặc không có không có nước máy chân ghi cá nakata em mất điện Pilgiga Makida Đây tắc bồn cầu Buri Seda Giò nước Somishima Đây là tiếng ồn lớn Nanbangi Andweta Phòng không ấm Isanghan Namsaga Nata Có mùi lạ Buri Anerikata Buri Anerikata Buri Đây là nước không nước không thoát đi tiếp theo chúng ta có từ vựng liên quan đến uh, hợp đồng nhà chìa qua quản lý thế giới thiệu đầu tiên là chúng ta có kia đây là hợp đồng kia là thời gian hợp đồng kia hợp đồng làm hợp đồng vô chân cơm là tiền đặt cọc công quá cơm chi phí tiện ích yon chê điều lại quá hạn hoặc tiền quá hạn Poham ham tùy là là được gộp được cộng vào năm pu hà tà đập pu nộp đóng mili để quá hạn hoặc tồn động và ở Nói về xe hoan vi thì chúng ta có một số từ vựng như sau. Chi chul là chi tiêu. Suip là thu nhập. Nulta là tăng. Chulta giảm. Akita là tiết kiệm. Chollekhata cũng là tiết kiệm. Dang bihata lãng phí. Chojukhwata cũng là để dành. Thì ở đây chúng ta có 3 từ Akita, chúc ta. đây đều là một dạng tiết kiệm. Thì Akita ở đây chúng ta hình dung là chúng ta như là dùng ít đi để Akita. Chalekata là trong số dùng đó chúng ta dùng với cái lượng ít đi. Còn Akita ở đây chúng ta sử dụng ví dụ như là chúng ta có 10 cái việc chúng ta cần làm thì bây giờ cần tiêu tiền thì chúng ta chỉ cần làm 8 thôi. Còn Cholet là trong 10 cái việc đó thì chúng ta tiêu tiền hạn chế vào trong 10 cái việc đó. Còn Cholet đây là dạng tiết kiệm để dành giống như là chúng ta gửi tiền tiết kiệm. Đấy và chúng ta sử dụng những từ này để chúng ta đặt câu. Chúng ta sang phần tiếp theo. Chúng ta sang phần ngữ pháp số 1. Động từ Kehata. Để hiểu thêm về ngữ pháp này, chúng ta vui lòng xem phần giải thích. Giải thích ngữ pháp 1.1 Động từ đi với ha tả Ý nghĩa Bắt, khiến ai đó làm việc gì đó Hoặc là để cho, cho phép ai đó làm gì đó Sử dụng thể hiện mang nghĩa gây khiến Và chủ ngữ khi làm một hành động nào đó Mang tính gián tiếp đến tân ngữ kết hợp với động từ sử dụng i khi đi U ở biểu hiện gây khiến thì chủ ngữ làm hành động đó trực tiếp ngược lại kehata thực hiện hành động gián tiếp để hiểu rõ hơn về phần ngữ pháp này chúng ta xem một số ví dụ như sau đầu tiên chúng ta sẽ nghe 죄송하지만 아이들이 식당에서 뛰어다니지 못하게 주시겠어요? 미안해요. 그럴게요. Ở đây chúng ta có đoạn hội thoại. Xin lỗi nhưng mà bạn có thể đừng để cho các em bé chạy ở nhà hàng được không ạ? À? Xin lỗi, tôi sẽ làm như vậy. Và chúng ta sẽ nghe lại một lần nữa. 죄송하지만 아이들이 식당에서 뛰어다니지 못하게 해 주시겠어요? 미안해요. 그럴게요. Ở đây chúng ta có một 이사할 집을 동생에게 구하게 했어요. Thì đây là kua ta, kua kê. Sơn nhân ni mi, học sinh tư đề kê, khân sô ri đô, chè gương, ích kê, Giáo viên đã bắt học sinh đọc to lên. Ích thì là ích kê, hát, hát. Áo chí ca, chal vư chí ma rên, bốt íp kê, hát, xơ xơ, Tôi đã buồn, tôi đã rất là buồn vì bố không cho mặc váy ngắn ịp ta ịp ai ai ga piano em bé á, đánh đàn giỏi thế nè hà ru ê hàn cốc hết vâng tôi bắt mỗi ngày nhất định phải tập một tiếng ấy và chúng ta sang ngữ pháp tiếp theo Ngữ pháp tiếp theo của chúng ta ngày hôm nay đó là tính từ động từ đi với l Nếu trong trường hợp trang trọng chúng ta thêm yo. Và bây giờ chúng ta sẽ xem phần giải thích của ngữ pháp này. Ngữ pháp 1.2 Tính từ động từ l Nghĩa là chắc là có lẽ, sử dụng vừa để phỏng đoán một sự thật nào đó vừa để phản bác hay cảm thán một cách nhẹ nhàng kết hợp với động từ tính từ ngữ điệu của ưlkern đọc lên giọng đuôi câu khi kết thúc và chúng ta xem thêm một vài ví dụ để hiểu rõ về ngữ pháp này đầu tiên chúng ta nghe đây có nghĩa là cái tiền điện thì mình phải trực tiếp ra ngoài ngân hàng để uh, nộp chưa ạ? nộp phải không? chúng ta có thể là dùng chuyển tiền tự động hoặc là dùng internet cũng được mà nhỉ? 전기 요금을 은행에 직접 가서 내야 할까? 자동 이체를 하거나 인터넷으로 내도 될걸? 바래, 되다, 되다, 될 걸. 가축 옷 세탁은 세탁소에 맡기는 게 좋을 거예요. thì là cái việc đem áo cái áo ra mà muốn giặt ấy, thì là để ở ngoài cái việc mà đem ra ngoài cửa hàng thì tốt cha chia chip bán na sơ tuần nếu ở trọ cái việc nhà nhiều sẽ có lẽ là mệt mỏi Hatsuchi <laughs> bây giờ Yori hai miệng hai đề miền nếu mà ở nhà trọ mà muốn nấu ăn Achumoni hante Midi bare ya halkol thì bạn phải nói trước với cái bà chủ nhà chứ Kualibika Ulmana Daul Kayo Phí quản lý thì mất bao nhiêu hả bạn? Handane Shipmanun Chum đảo Một tháng thì mất khoảng uh, 10 man đấy. Tiếp theo chúng ta sang phần hội thoại số 1, phần uh, Baraki Đầu tiên chúng ta sẽ nghe phần hội thoại này. Thì uh, Kelly và bà chủ nhà nói chuyện với nhau về vấn đề gì? Mời các bạn cùng nghe. Ajumoni, <laughs> 제 방에 전기가 안 들어와요. 전기가 안 들어온다고요? 다른 방은 다 괜찮은데. 혹시 전기요금을 안낸거 아니에요? 네? 전기요금을 제가 내야 돼요? 전에 살던 집에서는 관리비에 포함됐는데요. 여기선 따로 내야 돼요. 고지서 못 받았어요? 잠시만요. 이거 말씀인가요? 몇번 받았는데, 무슨 내용인지 몰랐어요. 이게 고지서예요. 전기 요금이 세 달이나 밀렸네요. 그럼 전기가 다시 들어오게 하려면 어떻게 해야 돼요? 밀린 요금을 빨리 내세요. 아마 연체료가 꽤 될걸요? 네, 알겠습니다. 그럼 이제 정답을 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 정답 아주머니, 제 방에 전기가 안 들어와요. 아 방고 t ô không có điện. bị m ấ 전기가 안 들어온다고요? b n ó i là không có đ i 다른 방은 다 괜찮은데. khác thì không sao n 혹시 전기 요금을 안낸거 아니에요? Không lẽ là phòng của bạn chưa nộp tiền điện? 네? 전기 요금을 제가 내야 돼요? Gì vậy? Tiền điện tôi nộp á? À? 전에 살던 집에서는 관리비에 포함됐는데요. Ờ tôi sống ở cái nhà lần trước thì cái tiền điện nó bao gồm tất cả trong phí quản lý mất rồi. Nào cái선 따로 내야 돼요 ở đây thì phải nộp riêng. 고지서 못 받았어요? Bạn không nhận được phiếu vót tiền điện à? 잠시만요. Chờ tôi một chút. 이거 말씀인가요? Bà chủ nói cái này phải không ạ? À? 받았는데 무슨 내용인지 몰랐어요. Tôi đã nhận được mấy lần nhưng mà không biết cái nội dung là gì nên tôi cũng không để ý.

cái đầu tiên là cái phí điện mà bạn đang nợ thì cần phải nộp nhanh nhanh nộp điện. À mà yến, chiêu liệu có Mà có lẽ là cái tiền tiền quá hạn tiền phạt cũng nhiều đấy. Đẹ, 알겠습니다. À vâng tôi hiểu rồi ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe từ đầu phần bài này. 아주머니, 제 방에 전기가 안 들어와요. 전기가 안 들어온다고요? 다른 방은 다 괜찮은데. 혹시 전기요금을 안낸거 아니에요? 네? 전기요금을 제가 내야 돼요? 전에 살던 집에서는 관리비에 포함됐는데요. 여기선 따로 내야 돼요. 고지서 못 받았어요? 잠시만요. 이거 말씀인가요? 몇번 받았는데 무슨 내용인지 몰랐어요. 이게 고지서예요. 전기 요금이 세 달이나 밀렸네요. 그럼 전기가 다시 들어오게 하려면 어떻게 해야 돼요? 밀린 요금을 빨리 내세요. 아마 연체료가 꽤될 걸요. 네, 알겠습니다. 아주머니, 제 방에 전기가 안 들어와요. 전기가 안 들어온다고요? 다른 방은 다 괜찮은데. 혹시 전기요금을 안낸거 아니에요? 네? 전기요금을 제가 내야 돼요? 전에 살던 집에서는 관리비에 포함됐는데요? 여기선 따로 내야 돼요. 고지서 못 받았어요? 잠시만요. 이거 말씀인가요? 몇번 받았는데 무슨 내용인지 몰랐어요. 이게 고지서예요. 전기 요금이 세 달이나 밀렸네요. 그럼 전기가 다시 들어오게 하려면 어떻게 해야 돼요? 밀린 요금을 빨리 내세요. 아마 연체료가 꽤 될걸요? 네, 알겠습니다. với tình huống này chúng ta cũng học thuộc lòng để chúng ta rút được cái bài học khi mà chúng ta có một số những cái hoàn cảnh xảy ra ví dụ như trường hợp này bạn là Kenly vì 3 tháng không nộp mà tiền điện cho nên là bên sở điện họ cắt cắt điện vậy thì muốn có điện lại thì cần phải nộp tiền và có thể có cả tiền phạt và tiền quá hạn đấy ạ dân chưa điều đấy cho nên chúng ta rút bài học từ bạn Kenly này nhé và chúng ta quay lại phần uh, bài hội thoại và chúng ta nghe một lần để chúng ta chuẩn bị sang phần tiếp theo 아줌마니 제 방에 전기가 안 들어와요 전기가 안 들어온다고요 다른 방은 다 괜찮은데 혹시 전기 요금을 안낸거 아니에요 네 전기요금을 제가 내야 돼요? 전에 살던 집에서는 관리비에 포함됐는데요? 여기선 따로 내야 돼요. 고지서 못 받았어요? 잠시만요. 이거 말씀인가요? 몇번 받았는데 무슨 내용인지 몰랐어요. 이게 고지서예요. 전기요금이 세 달이나 밀렸네요. 그럼 전기가 다시 들어오게 하려면 어떻게 해야 돼요? 밀린 요금을 빨리 내세요. 아마 연체료가 꽤 될걸요. 네, 알겠습니다. tiếp theo chúng ta sang phần ngữ ừ, pháp số 2 trong phần bài này. Số 1. Động tính từ đi với chi án nên ăn tuyệt à. Cái này chúng ta sẽ dịch là nếu không làm cái việc gì đó hoặc là một cái tính chất gì đó thì không được và chúng ta xem giải thích phần ngữ pháp chi tiết hơn trong phần ngữ pháp 2.1 tính từ động từ chi án như miên án tả ý nghĩa nếu không thực hiện hành động v hoặc tính chất a thì không được sử dụng khi thể hiện có sự cần thiết hoặc nghĩa vụ để làm một việc nào đó hoặc có sự cần thiết là ở trạng thái nào đó. Kết hợp với tính từ động từ, ở trong văn viết hoặc trong tình huống mang tính chất chính thức thì sử dụng chi án nơi miên án tuy tả. Trong văn nói thì việc sử dụng án nơi miên án tuy tả sẽ tự nhiên hơn. Trường hợp của an ư miến Antheta nếu kết hợp với vị từ của dạng hata thì mất tự nhiên gượng gạo. Chúng ta xem thêm thêm một số ví dụ để chúng ta hiểu rõ hơn trong phần ngữ pháp này. Đầu tiên chúng ta, chúng ta nghe. 내일 중요한 일이 있어서 이 양복을 입지 않으면 안 돼요. 그럼 저녁 때까지 세탁해 놓을 테니까 Thời gian Ngày mai vì là có một cái việc rất là quan trọng và tôi nhất định nếu mà không mặc áo này thì không được. Nếu mà không mặc cái áo vec này thì không được. À, vậy thì đến uh, tối hôm nay trong buổi tối hôm nay Cestac thì Tenika, tôi sẽ giặt cho bạn và si can nán tiêm 내일 중요한 일이 있어서 이 양복을 입지 않으면 안 돼요. 그럼 저녁 때까지 세탁해 놓 테니까 시간 날때 들르세요. 입다. 입지 않으면 안 되다. Tiếp theo chúng ta có ví dụ cho nên chim tê ga phiên hát chị ăn lên bên tôi thì cái giường mà không thoải mái thì không được cha mớn mốt cha cơ tuần nhiều vì sẽ không ngủ được phiên hát thành phiên hát chị ăn lên bên án tả yêu chùm xe bì ga thôn 아끼지 않으면 안 돼요. Dạo này cái phí sinh hoạt là bị thiếu nên phải nếu không tiết kiệm tiền thì không được. 아끼다 và 아끼지 않으면 안 된다. 그 내용이 어려워서 여러분 잊지 않으면 될 거예요 cái quyển sách đó là quyển sách khó vì vậy nên nếu mà không đọc nhiều lần thì không được thì sẽ không hiểu được ít ta ít chi anemian an tùmida bangal ku chân wolse puham tui nenji murabo chi khi mà tìm phòng ấy thì cái việc hỏi cái tiền điện đã gồm trong tiền hàng tháng chưa nếu mà không hỏi cái việc uh, tiền điện đã gộp vào trong tiền hàng tháng chưa thì không được nếu mà không hỏi cái việc tiền điện đã được uh, cộng gộp vào trong, trong tiền hàng tháng chưa thì không được Nên các bạn chú ý như vậy Chúng ta sang phần ngữ pháp tiếp theo Chúng ta sang phần ngữ pháp tiếp theo Ngữ pháp 2 trong phần này đó là động từ đi với nân kỳ lê Đây chúng ta đi với động từ Và chúng ta sẽ có phần giải thích Ngữ pháp 2.2 Động từ nân kỳ lê, Có nghĩa đang trên đường Làm hành động nào đó Cấu trúc này sử dụng với ý nghĩa khi người nói thực hiện một hành động nào đó trong quá trình di chuyển đến đâu đó, kết hợp với động từ, sử dụng chủ yếu với những động từ như kata, ota, tanita, tuikunhata, thể hiện ý nghĩa của sự di chuyển. Ví dụ như là kanunkide, onunkide. Để hiểu rõ hơn về phần ngữ pháp này, chúng ta xem ví dụ. Đầu tiên chúng ta mời chúng ta nghe. 세탁이 끝나면 대구로 배달해 드리겠습니다. 아니에요. 제가 운동 갔다 오는 길에 찾으러 올게요. Đây tạm dịch hai câu này. Uh, nếu mà kết thúc cái việc giặt là thì uh, tôi sẽ

Ota ô ta thì là ô nương kỳ cắt ta đấy ạ tiếp theo phú e nê ca nương kỳ chú ở trên đường đi busan thì tôi định uh, đi qua ngắm cảnh kiêng chú một chút kata tà ca nương kỳ ô nương kỳ kỳ À, vì hôm nay là sinh nhật của Kenly nên trên đường đến trường thì tôi đã mua một cái bánh sinh nhật. Quy quốc Hanukide. Biên cê sơ. Hoa trong phun trùm Saturnio. Trên đường về nước thì bạn có thể mua giúp tôi một ít mỹ phẩm ở cái cửa hàng miễn thuế không? miên xe trơm là cửa hàng miễn thuế. Yokiso Saian, Pisa so à, Nếu mà mua ở đây thì đắt nên như vậy nên tôi mới nhờ bạn như vậy. Hata, han -kile. là hát à Trở về nước. Chúng ta sang phần tiếp theo và chúng ta tiếp tục phần bài học với phần Maraki Y, phần nói số 2 Đầu tiên chúng ta chúng ta 고 bài học 이거 지난주에 맡겼던 양복인데 소매에 이상한 얼룩이 생겼어요. 그래요? 맡기시기 전에는 문제가 없었어요? 네. 산지 얼마 안된 옷이에요. 몇번 입지도 않았고요. 저희 직원이 실수한 모양이네요. 제가 확인했어야 했는데. 정말 죄송합니다. 다시 세탁해 드리겠습니다. 저 내일 이 옷을 꼭 입지 않으면 안 돼요. 중요한 면접이 있거든요. 무슨 일이 있어도 오늘까지 해놓을 테니까 저녁에 아무 때나 오세요. 그럼 8시쯤 운동 갔다 오는 길에 들를게요. 아끼는 옷이니까 잘좀 부탁드립니다. và bây giờ chúng ta sẽ nghe từng câu và chúng ta sẽ dịch phần bài học này. 이거 지난주에 맡겼던 양복인데 소매에 이상한 얼룩이 생겼어요. Đây là cái áo mà tuần trước tôi đã gửi ở đây giặt và ở trên cái ống tay có cái xuất hiện cái vết bẩn lạ. 그래요? 맡기시기 전에는 문제가 없었어요. Vậy à Thế trước khi mà đem đến đây thì uh, Nó đã có gì không ạ? À? Có vấn đề gì không ạ? À? 네, 산지 얼마 안된 옷이에요 Vâng, cái áo này là cái áo mua chưa được bao lâu 몇번 입지도 않았고요 và cũng chưa mặc được mấy lần. 저희 직원이 실수한 모양이네요. Có lẽ đây là lỗi. của nhân viên của chúng Tôi đáng lẽ Tôi phải kiểm tra trước thực sự là xin lỗi và Tôi sẽ ra Tôi sẽ dặn lại cho bạn. 주... My... Tôi sẽ Tôi sẽ dặn lại cho bạn. Tôi Tôi Áo này thì không được. Có một cái buổi phỏng vấn rất là quan trọng. Hôm nay cho dù có việc gì đi chăng nữa thì hôm nay tôi cũng giặt xong cho bạn, cho nên buổi tối bất kỳ lúc nào cũng có thể quay lại đây lấy được.

이거 지난주에 맡겼던 양복인데 소매에 이상한 얼룩이 생겼어요. 그래요? 맡기시기 전에는 문제가 없었어요? 네, 산지 얼마 안된 옷이에요. 몇번 입지도 않았고요. 저희 직원이 실수한 모양이네요. 제가 확인했어야 했는데 정말 죄송합니다. 다시 세탁해 드리겠습니다. 저 내일 이 옷을 꼭 입지 않으면 안 돼요. 중요한 면접이 있거든요. 무슨 일이 있어도 오늘까지 해놓을 테니까 저녁에 아무 때나 오세요. 그럼 8시쯤 운동 갔다 오는 길에 들를게요. 아끼는 옷이니까 잘좀 부탁드립니다. 이거 지난주에 맡겼던 양복인데, 소매에 이상한 얼룩이 생겼어요. 그래요? 맡기시기 전에는 문제가 없었어요? 네, 산지 얼마 안된 옷이에요. 몇번 입지도 않았고요. 저희 직원이 실수한 모양이네요. 제가 확인했어야 했는데. 정말 죄송합니다. 다시 세탁해드리겠습니다. 저 내일 이 옷을 꼭 입지 않으면 안 돼요. 중요한 면접이 있거든요. 무슨 일이 있어도 오늘까지 해 놓을 테니까 저녁에 아무 때나 오세요. 그럼 8시쯤 운동 갔다 오는 길에 들를게요. 아끼는 오시니까 잘좀 부탁드립니다. phần bài học về hội thoại số 2 Maraki Y trong phần bài số 15 này. Đó là cái vấn đề thắc mắc ở ngoài cửa hàng giặt là có một cái vết bẩn ở trên ống tay sau khi giặt xong và người chủ cửa hàng đã nhận giặt lại và khoảng độ 8 giờ trên đường đi tập thể thao thì bạn này bạn này ghé qua để nhận lại cái áo bởi vì ngày mai nếu không mặc cái áo này thì không được bởi vì bạn ấy có một cái buổi phỏng vấn quan trọng. Và chúng ta sẽ nghe lại một lần cái nội dung đoạn hội thoại. 이거 지난주에 맡겼던 양복인데 소매에 이상한 얼룩이 생겼어요. 그래요? 맡기시기 전에는 문제가 없었어요? 네, 산지 얼마 안된 옷이에요. 몇번 입지도 않았고요. 저희 직원이 실수한 모양이네요. 제가 확인했어야 했는데. 정말 죄송합니다. 다시 세탁해드리겠습니다. 저 내일 이 옷을 꼭 입지 않으면 안 돼요. 중요한 면접이 있거든요. 무슨 일이 있어도 오늘까지 해놓을 테니까 저녁에 아무 때나 오세요. 그럼 8시쯤 운동 갔다 오는 길에 들릴게요. 아끼는 오시니까 잘좀 부탁드립니다. 중단상판 듣기 1. 전 듣고 진문에 답하세요. 잘 듣고 질문에 답하세요. 누구세요? 안녕하세요. 아래층에 사는 사람인데요. 네, 무슨 일이세요? 우리 집 화장실 천장에서 물이 새서 왔어요. 여기 화장실에 무슨 문제가 있는 것 같은데요? 우리 집 화장실은 아무 문제가 없는데요. 우리 집 문제가 아닐걸요? 혹시 하수구가 막힌 건 아닐까요? 그러고 보니 요즘 물이 잘안 내려가긴 했는데. 와서 보시면 아시겠지만 천장에서 물이 뚝뚝 떨어져요. 그 정도예요? 그러면 어떻게 하죠? 수리 기사를 불러서 무슨 문제가 있는지 확인해 주세요. 네. 그럼 바로 전화하겠습니다. 불편하게 해 드려서 죄송합니다. 아니에요. 그럴 수도 xin 그럼 부탁드립니다. À, hoàn cảnh đó là chính là một cái bạn nữ là cái có một cái phòng ở dưới thì nhưng mà ở nhà vệ sinh của bạn ấy có nước từ uh, tầng trên nước ở trần tầng trên rột xuống thì lý do có thể là từ nhà vệ sinh ở tầng trên nhưng mà cứ đi quay lên thì hỏi cái bạn nam ở nhà ở tầng trên thì đã bảo là không có vấn đề gì về nhà vệ sinh, không có bị tắc bồn cầu. Thì bạn nữ bảo là chắc là phải gọi thợ sửa đến để kiểm tra lại xem nó chính xác nó bị làm sao. Đấy và chúng ta sẽ nghe lại một lần nữa. 잘 듣고 질문에 답하세요. 누구세요? 안녕하세요. 아래층에 사는 사람인데요. 네, 무슨 일이세요? 우리 집 화장실 천장에서 물이 새서 왔어요. 여기 화장실에 무슨 문제가 있는 것 같은데요? 우리 집 화장실은 아무 문제가 없는데요. 우리 집 문제가 아닐걸요? 혹시 하수구가 막힌 건 아닐까요? 그러고보니 요즘 물이 잘안 내려가긴 했는데 와서 보시면 아시겠지만 천장에서 물이 뚝뚝 떨어져요. 그 정도예요? 그러면 어떻게 하죠? 수리 기사를 불러서 무슨 문제가 있는지 확인해 주세요. 네. 그럼 바로 전화하겠습니다. 불편하게 해 드려서 죄송합니다. 아니에요. 그럴 수도 있죠. 그럼 부탁드립니다. và chúng ta xem đáp án ở trong hai câu hỏi này. Đây là hai đáp án đúng. Và các bạn so sánh đáp án và chúng ta nghe lại một lần nữa. 잘 듣고 질문에 답하세요. 누구세요? 안녕하세요. 아래층에 사는 사람인데요. 네, 무슨 일이세요? 우리 집 화장실 천장에서 물이 새서 왔어요. 여기 화장실에 무슨 문제가 있는 것 같은데요? 우리 집 화장실은 아무 문제가 없는데요? 우리 집 문제가 아닐걸요? 혹시 하수구가 막힌 건 아닐까요? 그러고 보니 요즘 물이 잘안 내려가긴 했는데? 와서 보시면 아시겠지만 천장에서 물이 뚝뚝 떨어져요. 그 정도예요? 그러면 어떻게 하죠? 수리 기사를 불러서 무슨 문제가 있는지 확인해 주세요. 네. 그럼 바로 전화하겠습니다. 불편하게 해 드려서 죄송합니다. 아니에요. 그럴 수도 있죠. 그럼 부탁드립니다. đó là 반 này tại sao l ạ thứ hai người nam người con trai thì sẽ làm hành động gì tiếp theo thì người con gái ở đây là vì là puri xe sở sẽ chọn tròn trang hay đây là nước giò từ ở mái trần nhà vệ sinh đấy là lý do bạn ấy tìm đến nhà tầng trên và người con trai làm hành động gì tiếp theo đó là sudikisarun purunta gọi thợ sửa chữa. Chúng ta sang phần nói số 2, à, phần nghe số 2. Chán tức cô chi mô đê tạp xeo. Chúng ta nghe cho kỹ và trả lời câu hỏi. Câu hỏi số 1 là bạn nữ này tại sao lại đi tìm bạn con trai, đi thì tìm bạn nam. Thứ hai, bốn chữ rừng hai kiên hai e. Nhớ hát đi để giải tỏa cái hiểu lầm này thì bạn nữ này cần phải làm việc gì? Yojaka munjeru hekel hachi Nếu mà bạn nữ không giải tỏa được cái vấn đề này thì sẽ có việc gì xảy ra? Thì cái đấy chúng ta lưu ý Chúng ta nghe Chào được cô, chào 누구세요? 안녕하세요. 저 아래층 사는 학생인데요. 바바라 학생이 무슨 일이에요? 집에 무슨 문제라도 있어요? 저기 이번 달까지만 살고 이사해야 될것 같아서요. 방을 빼겠다고요? 아직 계약 기간도 많이 남았는데 이렇게 갑자기 나가겠다고 하면 곤란하죠. 죄송해요. 사정이 생겨서 갑자기 귀국하게 됐어요. 그럼 어쩔 수 없죠. 그런데 대신 들어올 사람을 구해놓고 나가지 않으면 안 돼요. 그럼 제가 어떻게 하면 될까요? 나도 부동산에 전화하겠지만 바바라 학생도 다른 부동산에 말해놓으세요. 그리고 인터넷에 광고글을 올려놓으면 빨리 사람을 구할 수 있을 거요. 네, 알겠습니다. 만약 제가 이사 가기 전까지 사람을 못 구하면 어떻게 되는 거죠? 계약 기간이 끝나기 전에 나가는 거니까 다른 사람이 들어오기 전까지 방세를 내야 돼요. 그래요? 그럼 빨리 서둘러야겠네요. 아, 반해. 팝바라, 너 집에 온 chủ냐, 왜 이렇게 비켜? 반해. 왜 이렇게? cần phải trả nhà nhưng mà bạn à, nhưng mà ông chủ ông bảo trước khi mà trả nhà thì cần phải tìm người vào bởi vì hợp đồng còn dài nếu không là phải trả cái tiền à, thuê hàng tháng đến lúc hết hợp đồng vì như vậy nên bạn Pakwara cần phải đi tìm người tuy rằng ông ấy cũng sẽ gọi điện đến Phu San để cho thuê nhưng mà bạn Pakwara cũng phải chủ động tìm người nếu không tìm được người thì sẽ phải trả tiền thuê nhà hàng tháng đến lúc mà hết hợp đồng thì vì như vậy cho nên ở đây chúng ta sẽ có một số cái uh, bán chúng ta có thể lựa trước rồi và bây giờ chúng ta nghe thêm một lần nữa Chào được cô, chí lưu 안녕하세요. 저 아래층 사는 학생인데요. 바바라 학생이 무슨 일이에요? 집에 무슨 문제라도 있어요? 저기 이번 달까지만 살고 이사해야 될것 같아서요. 방을 빼겠다고요? 아직 계약 기간도 많이 남았는데 이렇게 갑자기 나가겠다고 하면 곤란하죠. 죄송해요. 사정이 생겨서 갑자기 귀국하게 됐어요. 그럼 어쩔 수 없죠. 그런데 대신 들어올 사람을 구해놓고 나가지 않으면 안 돼요. 그럼 제가 어떻게 하면 될까요? 나도 부동산에 전화하겠지만 바바라 학생도 다른 부동산에 말해놓으세요. 그리고 인터넷에 광고글을 올려놓으면 빨리 사람을 구할 수 있을 거요. 네, 알겠습니다. 만약 제가 이사 가기 전까지 사람을 못 구하면 어떻게 되는 거죠? 계약 기간이 끝나기 전에 나가는 거니까 다른 사람이 들어오기 전까지 방세를 내야 돼요. 그래요? 그럼 빨리 서둘러야겠네요. 아, tiếp theo chúng ta sẽ xem câu trả lời. Và chúng ta sang phần tiếp theo Tiếp theo chúng ta sang phần kỳ Phần Đọc Đầu tiên chúng ta có cái đoạn đọc đó là Thôn ơn Akin Phương pháp tiết kiệm tiền Tôi sẽ tạm dịch bài này Búchaka Thuyệt Nếu mà muốn trở thành Người Giàu có Trả cân thôn Puter thơ ở kia sơ thì phải tiết kiệm từ những khoản tiền nhỏ nhất. Thi cân bôi à, thế sản. Góp gió thành bão. Hì là nùm Cũng có cái câu thành ngữ đó là góp gió thành thành bão chứ ạ. Cơ đồng ở tức kỳ hê thôn nửa kinh sưu y vậy thì chúng ta phải làm như thế nào để chúng ta có thể kết, tiết kiệm được tiền chặt chẽ Youngsujungen Buku Kakebu Rosumita đầu tiên chúng ta cần phải tập hợp những cái hóa đơn lại và uh, viết vào cái sổ sổ Kakebu Kakebu đây là sổ ghi chép về mua mua bán 어디에 어떻게 또는 sử dụng 알아야 또는 전략할 수 있습니다. phải phải biết được cái uh, việc sử dụng tiền đó như thế nào và sử dụng tiền vào đâu thì chúng ta mới biết được thì chúng ta mới có thể là tiết kiệm tiền được. À, thứ hai là cái phí quản lý mà không uh, giảm xuống được thì không được sau những chi án nên chơi khi polycrul popa thủ cố và chúng ta trước tiên là phải uh, rút những cái ổ cắm mà không dùng rút những ổ cắm điện mà không dùng son cơ chi halte nên bù lư kế sốt từ lo nốt chi anh xin và khi rửa bát thì chúng ta không xả vòi nước liên tục 그리고 사람이 없는 방에 불도 cũng đi là và ở những cái phòng mà không có người thì cũng phải tắt điện Thứ kêu chiếu đặc biệt là vào mùa đông Các chúng tôi sẽ để bố quần ấm kế hai miên đàn bằng bị để mọi người mặc đặc biệt là vào mùa đông mọi người trong gia đình mình mặc cái áo trang phục bên trong thì sẽ đỡ được cái tiền

thì nếu mà mua những cái hàng mà giảm giá thì có thể giảm được có thể tiết kiệm được cái phí tiền ăn chiếc chữ yori hezzer bờ nếu mà có thể nấu ăn trực tiếp tức là tự nấu ăn vừa có thể là uh, giảm được cái tiền ăn ngoài và cũng tốt cho sức khỏe nữa thôi nâng akin akin nâng 방법 mô tư ca algo in tuy rằng là cái phương pháp tiết kiệm tiền để mà hiểu thì là rất là dễ nhưng mà xin chân hakin nâng chi ăn nhưng mà thực hiện thì lại không đơn giản thực hiện lại không dễ một cho nhà cổ đầu tiên chúng ta phải đưa ra cái mục tiêu chọn lựa chọn mục tiêu trảân cấp Put thơ và hãy thực hiện từ những cái nhỏ nhất đấy là cái đoạn hội thoại của chúng ta và chúng ta xem cái phần đáp án của chúng ta quê số Tại sao lại viết cái đoạn phần này số 2 xe ngoan AKI Wehan Bumper Pro mà nâng cơ sơn Corusel hãy chọn cái phương pháp hãy chọn cái đúng ở trong cái phương pháp mà để tiết kiệm sinh hoạt phí đây chúng ta đây là hai cái đáp án đúng và chúng ta sang phần tiếp theo đó là phần văn hóa tiếp theo chúng ta sang phần uh, văn hóa 옆집에 이사 왔어요. 떡 드세요. tôi đã chuyển đến nhà bên cạnh. mời bạn ăn Tớc Thì đây, tại sao lại có cái nét văn hóa này? Thì đầu tiên chúng ta tìm hiểu mấy cái như sau. Trên đây, Hàn Quốc 사람들 부근 세기 나쁜 것은 마카 준다고 믿었습니다. Từ ngày xưa là người hàn quốc đã tin tưởng là cái màu đỏ tía là xua đuổi cái những cái xấu thế vì vậy chippe chung yohan iri iskite nân khi mà nhà có việc quan trọng phúc un pasen patun đơn un patakina patukun vì như vậy khi nhà có việc quan trọng ấy, thì à, đã làm những cái bánh tước cho thêm cái đậu đỏ hoặc là cháo đậu đỏ làm và ăn Israelto việc chuyển nhà cũng như vậy Phúương và 너는 떡은 만들어서 만들어 먹고 이웃에도 들렸습니다. Và khi chuyển nhà cũng như vậy, sử dụng cái đậu màu đỏ cho vào trong bánh tấc làm cái bánh tấc đậu màu đỏ và ăn đồng thời cũng đem cho nhà hàng xóm. Yêu tư đề kê 이사 온 것은 알리어 hàn 알리고 인사하는 것이 한국의 이사 복음이었습니다. 네. cái việc vừa đem tức đậu đỏ, vừa đem bánh tức chia cho hàng xóm. vừa đồng thời là thông báo cho người ta cái việc là tôi đã chuyển nhà đến và cái văn hóa chuyển nhà này và cái việc chào hỏi chuyển nhà này thì nó là một cái phong tục chuyển nhà của Hàn Quốc ở đây là chúng ta à, muốn nói về cái môn hoa đó là Phung 풍습 đấy. và chúng ta sang phần tiếp theo đó là phần 파름 phần 파름 đây thì cái phần À, ngữ âm cho câu hỏi Chí gươm ớ tì cài ô Thì các bạn chú ý đầu tiên Số 1 Là nếu mà Ở tên Ý lý là Sáng thế thế hệ Phi đô hăn Trầm bồ rừng Mù rừng tê xa Ơ tì 고 강하게 발음합니다. Thì ở trong câu hỏi mà có từ nghi vấn thì khi mà chúng ta nói thì cái từ nghi vấn đó thì được cao giọng lên. Thứ hai, 어떤 일을 하는지 안 하는지 물어볼 때 물어볼 때는 물어볼 때는 khi mà hỏi về cái việc làm hoặc là không làm một việc gì đó. Dong sarneul. Nopgo kangage đi là Và khi mà hỏi về một việc nào đó làm hay không làm thì chúng ta sẽ nhấn mạnh, tức là nói cao giọng và kangge nói nói cao, cao giọng lên ở cái động từ. Đấy, chúng ta chú ý nếu muốn nhấn mạnh vào từ nghi vấn thì chúng ta cao rộng vào từ nghi vấn còn nếu muốn nhấn mạnh vào việc làm hay không làm hay hành động thì chúng ta lại cao rộng ở cái động từ đây, chúng ta lưu ý như ở ừ thi cắt tao thì chúng ta sẽ lấy ví dụ ở đây còn trực tiếp khi chúng ta hỏi như thế này thì chúng ta quan trọng nhất là nhấn mạnh vào hành động hay là nhấn mạnh vào những cái từ vựng mang ý nghĩa ng nghi vấn chúng ta xem ví dụ. Xem. 1. 2. 억양에 주의해서 다음 대화를 읽어보세요. 1. 우리 언제 만날까요? 좋아요. 시간 나면 전화하세요. 우리 언제 만날까요? 전 내일 오전이 좋아요. 2. 뭐 마실까요? 그래요. 저기 커피숍이 있네요. 뭐 마실까요? 전 주스로 할래요. 3. 누가 아직 안 왔어요? 아니요. 다 왔는데요. 누가 아직 안 왔어요? 다나카 씨가 안 왔어요. Cái này hơi khó phân biệt một chút nhưng chúng ta lưu ý bản thân chúng ta khi mà chúng ta đặt ra câu hỏi thì chúng ta lưu ý như vậy. Còn thực tế người khác nói thì chúng ta nghe rất khó bởi vì có người giọng trầm, người giọng cao. Và cái này, lại cái nào nhấn mạnh hơn nó chỉ hơi phân biệt một chút thôi. Cho nên chúng ta cứ theo hoàn cảnh và theo sự suy đoán của chúng ta để chúng ta trả lời cho phù hợp. Đến đây chúng ta kết thúc bài số 15 và mọi thắc mắc các bạn có thể liên hệ thầy Hoàng Xuân Trường ở trung tâm ngoại ngữ Việt Mỹ phố Yên Thái Nguyên hoặc trung tâm Hàn ngữ Seoul Thái Nguyên số điện thoại 0374 480 888 để được giải đáp. Chúc các bạn một bài học vui vẻ, hiệu quả.